Đôi chân khuyết tật, thế nhưng hàng tuần anh Lý A Lồng vẫn trèo đèo lội suối đưa con đi học. Hành trang đưa con đến trường không phải là sách vở, không phải là ba lô đồ đạc, mà là một bó củi. Nhà mình rất là khó khăn mà tàn tật thì mình không nấu gạo cho cô mà chỉ nấu bằng củi thôi ạ. Góp củi, đó là cách cha mẹ của các em học sinh dân tộc thiểu số chia sẻ khó khăn với các thầy cô giáo khi gửi gắm con em của mình đến trường. Đưa cháu đi học cho cô nhé. Ở điểm bản Hồi Văn này thì chủ yếu là dân tộc Mảng và dân tộc Mông. Thì đường xá đi lại rất là khó khăn. Có gia đình thì các cháu là phải đi một ngày đường mới đến nơi. Cha mẹ trẻ không thể đưa trẻ đi về trong ngày được. Nên là phải gửi trẻ lại trường ăn ngủ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Mặc dù đã được xây dựng về cơ sở vật chất trường học, thế nhưng việc nuôi 32 học trò còn rất nhỏ, mới chỉ 3 đến 5 tuổi cả ngày lẫn đêm. Điều đó đồng nghĩa với rất nhiều những khó khăn. Là phụ huynh là không có điều kiện để đóng góp thêm bữa ăn tối cho các cháu. Cái thứ hai nữa đó là cái vấn đề về là sinh hoạt. Nhà trường phải chủ động là sẽ đi xin. Có đoàn thì cho gạo, có đoàn cho mì tôm, có đoàn thì cho dầu ăn, mắm muối, xà phòng. Cũng có người nói là đi lo chuyện bao đồng. Tuy nhiên là cũng vì lòng thương cảm với các cháu thì các cô cũng rất là vui vẻ và cả không có cảm thấy mình chạnh lòng hay là xấu hổ hay là một vấn đề gì cả. Đêm đến các cô lại thay phiên nhau trông trò. Bình thường là các trẻ thì đều có bố có mẹ ngủ cùng đủ đầy đủ hết, nhưng mà trẻ ở trên này thì nhìn các cháu khóc nhiều quá, khóc như thế thì em cũng thấy cũng không kìm được nước mắt của mình, hay là cũng phải rơi nước mắt theo các cháu ấy. Các con bé nó xa bố mẹ thì khóc đòi bố mẹ là em cũng thấy thương ấy. Kiểu mình thương con của mình thì cũng thương các cháu như thế ạ. Nhưng những đứa trẻ mới 3 tuổi còn rất nhỏ đã xa bố mẹ. Dù mạnh mẽ đến mấy, cũng không thể cầm lòng. Dịp đầu xuân năm mới này, rất nhiều những món quà bất ngờ đã đến với thầy trò nơi đây. Những chiếc đệm, những tấm chăn ấm, những bữa ăn có thịt. Không còn là những giọt nước mắt, các em nhỏ ở Hủy Van sẽ lớn lên cùng với những nụ cười. Nụ cười ấy được trao tặng từ cộng đồng. Nụ cười.